Các bạn thân mến, đây là một trong những giống chim mà ở trại chim Vũ Văn Thao đã đưa ra. Thì các bạn thấy là đây là con chim là nó là chim giọng thổ, nhưng cái mặt và cái đầu của nó là có cái đốm trắng mơ, gọi là chim mơ mặt mơ đầu. Đó. Thì theo cái lối chơi thì bây giờ nó có nhiều cái cách âm giọng và cái bộ. Thì cái con chim này nó đại điển hình cho là chim nó mã của nó hơi lạ lạ một tí. Thì với cái giữ lại được cái giọng thổ và cái dáng dấp của chim gáy Bắc, nhưng mà nó ra cái ngực cũng hồng như thế này và chân nó cũng đỏ. Đấy, đây là nó con này là non thì nó cũng chưa đến mức độ đỏ quá. Thì là đây là cái giống chim mà mình sẽ cung cấp ra thị trường trong thời gian tới. Chim mơ, gọi là mơ đầu. Đó. Ok, quý vị các bạn có nhu cầu về những cái con chim như thế này thì gọi cho mình là 0163 53 05 982. Gặp Thao có cái vườn chim ở trên xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, ở gần chỗ cổng trại Đà Điểu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.